Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa phát đi thông báo xác nhận kết quả xét nghiệm lại của bệnh nhân số 338 ở Bắc Giang là âm tính chứ không phải tái dương tính như thông tin lan truyền trước đó. Tối ngày 16 tháng 8, thông tin được một số tờ báo phát đi cho biết, bệnh nhân số 338 trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông này từng được điều trị tại Bà Rịa Vũng Tàu và được công bố khỏi bệnh, kết thúc điều trị. Sau đó, ông tiếp tục cách ly 14 ngày và xuất viện. Ngày 15 tháng 8, ông trở về Bắc Giang và có thông tin lan truyền bị dương tính lại với SARS-CoV-2 vào tối ngày 16 tháng 8 ngay lập tức chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát đi công văn hỏa tốc yêu cầu điều tra, truy vết, ra soát những người đã tiếp xúc với bệnh nhân 338, đồng thời tuyên truyền để những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 338 chủ động khai báo y tế. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 338 ở Bắc Giang là âm tính với SARS-CoV-2.